hiệu của bệnh dị ứng nổi mề đay mẩn ngứa là như thế nào ạ? Vâng ạ, xin mời bác sĩ. Thật ra thì cái biểu hiện lâm sàng của cái bệnh mề đay nói chung, cả cấp tính hay mãn tính, thì cái tổn thương của nó thì là sần phù, xuất hiện rất là nhanh và mất đi cũng rất là nhanh. Nếu mà mãn tính thì thường là nó có thể kéo dài một vài tiếng, có thể là một vài ngày, nó lại tái đi, xong lại hết, xong lại tái đi. Thế thì dù là tổn thương nào đi chăng nữa thì nó cũng kèm theo là nó cũng có ngứa. Cơ chế của cái mề đay này thì rất là phức tạp, nhưng mà nói chung quy lại cho cùng thì nó vẫn là cái liên quan đến cái chất trung gian hóa học, đó là cái histamine. Và cái đối với mề đay biểu hiện lâm sàng thì nó lại cũng có thể là nó sẽ tùy từng cái vị trí mà người ta có thể chẩn đoán, nó cũng mặc dù nó vẫn là mề đay, người ta có thể là chẩn đoán nó khác nhau một tí. Ví dụ như là ở da chẳng hạn, như thế thì người ta sẽ nói là có những cái chấm ban đỏ hoặc là những cái sẩn phù ở trên da thành mảng ấy, thì người ta gọi là mề đay. Ở ngoài da thì người ta nói là đấy là mề đay ở da, gọi là mề đay. Còn nếu như với ở nó có thể xuất hiện ở cái chỗ ví dụ như ở ruột ấy, nhiều khi bệnh nhưng mà cái tổn thương nó vẫn phải có ngoài da, nhưng nó kèm theo có bệnh nhân có đau bụng hoặc là đi ngoài kéo dài, thì đấy người ta gọi là có thêm cộng thêm là mề đay ruột. Thì khi mà có những cái biểu hiện như thế thì là thường là bệnh nhân thì là phải đến với thầy thuốc. Còn nếu mà tự động ở nhà thì nó cũng rất là nguy hiểm, vì có thể là kéo một cái rối loạn tiêu hóa kéo dài thì nó sẽ làm mất nước và bệnh nhân sẽ bị đi vào một cái tình trạng rất là nguy hiểm, nên cần phải vào cơ sở y tế để khám. Thế cũng có thể là nó xuất hiện ở những cái thanh quản, người ta gọi là mề đay thanh quản chẳng hạn. Đấy. Thì những cái mề đay như thế thì bệnh nhân rất là khó thở và cảm thấy rằng là nếu như mà cứ để bệnh nhân như thế thì có thể thậm chí đến suy hô hấp. Cho nên là những cái bệnh nhân mà bị mề đay khi xuất hiện ở ngoài da mà kèm theo những cái biểu hiện như thế thì mình nên đến các cơ sở y tế. Khó chịu quá mẹ ơi, lại bị nổi mề đay mẩn ngứa rồi. Thực phẩm chức năng Phụ Bì Khang có nguồn gốc từ thiên nhiên, hỗ trợ điều trị mề đay mẩn ngứa cả cấp tính và mãn tính. Có thực phẩm chức năng Phụ Bì Khang, cả nhà yên tâm không còn lo mề đay mẩn ngứa. Sản phẩm có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.